tình dù chưa phai không tránh đường từ ly, tan nát đồng em đi theo chồng trao cái thiên hồ. Giờ mình mất nhau ngầm ngùi thương đau, xót xa làm ra lành vành môi, lòng mình uối xa nước mắt mặn người ơi. Chân nước còn đầy em đâu rồi ngăn cách phương trời, hận tình cọc ta trọn đời riêng mang. Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Nguyễn Quyền. Hôm nay lên sóng để thanh lý cho các bác ba bộ mic bãi xịn nhá, bãi xịn Bayer 790. Đấy, thì ba bộ này hiện trạng như này, đây là hình thức này bác này. Đấy, con này thì xước một chút như này. Con này cũng xước một chút này. Có ba bộ giống nhau của một mã. Vedamic cũng của Bayer. Thương hiệu nội địa của Bayer. Các bác đây tay mic cho em bật sẵn này. Đấy. Đây tất cả đều zin, khởi động lên đều là 790 hết. Tên thì có thể là Vedamic rồi là TNZSA. Đây là những phiên bản nội địa đấy, bật khởi động lên có 790. Con này có gia tốc, có tự ngắt. Đời này là đều côn K5. Đấy, côn rất là hay, K5 là một trong những côn tốt nhất của Bayer. Nếu mà nó thích hăn nhẹ thì những cái con này. Đấy, con này thì hiện trạng là này, nó bị xước như này nhá, hình thức. Đấy, con này có thể khóa được vào màn hình, còn đây là ruột. Vì tím đời cao. Đấy. Sản xuất năm 20. Xe rách một tem. Đây các bác này. Của một lô hết. Sản xuất năm 2018 hết nhá, năm 2018 hết. Đấy, các bác hôm nay em chỉ có 3 bộ thôi, nó về lẫn 3 bộ vì vệ sinh xong thanh lý cho bác luôn. Vỏ thì nó xước thì em đã thay hết vỏ và rọ mới cho các bác để cho nó yên tâm. Đấy. Còn nếu bác mua thì em sẽ bảo hành 3 tháng, tặng một bộ pin sạc. Đấy. Tặng một bộ pin sạc. Ở đời này các bác nhé, Bayer là hàng chính hãng của công ty con của BBS. Đó là công ty Bayer. Và tất cả những phân khúc mà ở trong phòng hát hoặc tất cả mọi thứ ở hàng bãi chủ yếu là Bayer. Bayer là phân khúc rẻ nhất nhưng mà nó là hàng chính hãng nhé. Nó là hàng chính hãng. Nó có nhà máy, có kỹ sư, có thiết kế riêng. Phải đến 90% mic ở thị trường Việt Nam, mic mới là thuê Bayer sản xuất vì nó là thằng rẻ nhất rồi. Đấy, nó là hàng chính hãng. Còn hàng gia công thì không tính tiền. Gia công thì không nói làm gì ở đây. Em không bán những cái sản phẩm gia công. Mới cũng phải chính hãng. Biết chắc chính hãng mới bán cho các bác. Thì các bác mua thì em sẽ tặng một bộ pin sạc. Đấy. Và giá hôm nay được khuyến mại cho các bác là rẻ hơn rất nhiều. Bayer 790 các bác không thể mua dưới 2,5 triệu được. Và nó bị xước như này thì em sẽ thanh lý cho các bác. Và bây giờ bán mic thì tặng luôn các bác pin sạc để cho nó về nó ít bị lỗi. 90% các bác dùng mic bị lỗi là gì? Để quên pin bên trong. Tức là pin dùng một lần ấy, để bên trong nó chảy nước và nó chập cầu, gây hiện tượng ăn pin. À, gây hiện tượng ăn pin và là hỏng mạch là nguyên nhân ở cái quên pin bên trong. Thì ba bộ này với nhá, đều sản xuất năm 2018 hết. Tay mic thì đẹp, rọ em thay nãy rồi, 790. Hình thức còn tay mic còn rất là đẹp. Đầu thu thì nó hơi xước như này này. Đấy, mỗi con đầu xước một tí này. Nó đi vận chuyển nó đè lên nhau. Thanh lý cho các bác là 2,3 triệu. Tặng pin sạc, tặng một bộ pin sạc. Các bác mua thì ủng hộ em nhé, chỉ có 3 bộ thôi. Các bác mua từ gần Tết đến nơi rồi. Nên là những cái bộ mic mà 790 ấy là giá lên rất là cao. Đấy, riêng cái vỏ không thay vào nó mất hơn 200.000 rồi. Cả vỏ cả rọ. Cái này nhìn bán lỗi cho các bác. 2,3 triệu là em tặng cả pin sạc. Tặng một bộ pin sạc gồm một đốc sạc Double Power, hàng chính hãng. Đấy, thử ra cho bác xem. Đấy, hàng chính hãng. Đây, hàng chính hãng. Bình thường một bộ Bayer 780 về bán cũng phải tầm 2, rẻ nhất cũng phải là 2,2 triệu rồi. 790 thì đắt hơn rất là nhiều. 780 nó là đời trước. Các bác mua ủng hộ em á, em bán 2,3 triệu tặng cả một bộ pin sạc. Cũng phải nói rõ luôn cho các bác tại sao là rẻ. Không rẻ không phải nó không zin, rẻ không phải nó không chuẩn hãng, mà rẻ là do xước như này.
Đấy, sẽ thanh lý cho các bác giá hợp lý để các bác chơi. Các bác nào không mua có yêu cầu cầu kỳ về những cái đầu thu như thế này, nó chỉ xước ở trên phần nhựa thôi nhé, còn lại là không có gì hết. Đây mặt này là đẹp hết, đẹp tất, còn chưa bóc túi bóng cơ, vận chuyển nó tì lên nhau đây, đẹp tất tuốt hết, còn lại thế đẹp hết, chỉ có mỗi tì ở đầu này thôi. 2,3 triệu các bác nhé, rẻ hơn khoảng 500.000 so với những cái bộ đẹp để em bán xả cho các bác. Đấy, các bác mua thì ủng hộ em. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.